Tiêu chí là một đôi giày ao cao cổ dễ phối đồ thì tôi đã chọn được em này, Beatit Hunter Street Z phiên bản màu tím. Hộp của em nó thì bao lâu nay vẫn như thế này. Đây em nó đây các ông ơi. Đây là tổng thể của em nó khi mà tôi đi lên chân này. Logo Beatit Hunter Street Z ở lưỡi gà. Phần da ở thân giày và mũ giày thì có độ nhăn nhất định cho nên tôi nghĩ là da xịn đấy các ông ạ. Phần đế này thì được đúc cao su cho nên là đi rất là nhẹ chân, lại còn êm nữa. À mà em nó còn có vài màu khác cho các ông chọn nữa cơ. Phần gót này thì khoảng 3 phân này. Đẹp thì đẹp rồi đấy, thế nhưng mà thử trải nghiệm đi lên chân xem nhá. Trải nghiệm ban đầu của tôi giống mấy em cao cổ khác thì lúc đầu đi thì khá khó. Thế nhưng mà đi vào chân rồi thì rất là êm. Cái phần cao cổ này thì không quá là cứng. Như đôi Jordan này của tôi là cái phần cổ này hơi cứng. Khi đi vào chỗ này thì nó hơi đau chân khi mà mình kiểu ướn chân ấy. Đi bình thường thì khá là thoải mái rồi. Tôi sẽ thử nhét thêm cái đệm khí tăng chiều cao xem là như thế nào nhá. Sau khi mà nhét thêm cái đệm khí ấy, thì là tăng thêm được 2 phân nữa. Vậy là 3 cộng 2 là bằng 5. Mà đi thì rất thoải mái, không khó chịu tí nào. Nhiều đôi mà tôi nhét thêm độ chiều cao ấy, thì nó sẽ bị căng ở phần mũ chân như thế này. Nhưng mà đôi này thì không. Với cái giá 8x cho một đôi giày ao thì tôi không có gì để phàn nàn với em này cả. Lại còn rất xinh nữa.